cái trục cấp tăng, cái bánh đà cấp tăng của con tiếp V7000 này. Thì cái hộp kim của nó làm nó bị giãn nở. Khi mà nó giãn nở thì cấp tăng sau nó sẽ chậm đi, thì cái tốc độ nó sẽ chậm. Đấy là cái mà mình đã gặp mấy con máy rồi. Thì cái phương hướng xử lý rất là dễ. Lấy một cái cấp tăng, một cái bộ cơ nó không có sai tốc, tốc độ đúng, 3 kg không sai. Bắt đầu chúng ta cặp, chúng ta đo cái này, đo cái này. Nó là 43.06706 hoặc là 07. Thì nó là thường thế 06, nó vừa khít đúng không? Cái thước kẹp này, đây. Thì khi đưa qua đây thì nó là 43.45 lần. Thì khi chúng ta mài, mài sao cho nó đúng vừa khít này luôn. Vừa thả xuống nó lọt thì cũng 43.06. Chúng ta bỏ vào máy phát là đúng tốc luôn, không có chạy đâu được hết. Đó là trường hợp giãn nở. Tại vì cái cấp tăng chính này á là nó không có giãn nở. Ok. Còn cái cấp tăng phụ này thì nó giãn nở, nó bằng cái hộp kim gì mình không biết. Nó giống như là gan hoặc là nhôm hay gì đó. Đại khái nó là một hộp kim giòn, rất là giòn. Lúc nào chúng ta cặp vào chúng ta mài, mài không phải là mài đâu, đút cái máy khoan á. Rồi chúng ta đưa cái ren này vào, đừng để xước cái cốt này nha. Cái cốt này là cái cốt nó để nó trơn nó chạy á. Chúng ta làm xước cái cốt này là nó không chịu chạy, nó chạy không chính xác rồi. Chúng ta lấy cái ren này nè, chúng ta đút vào đây. Cho không cho xước cốt xong chúng ta đưa cặp vào. Rồi ta mài. Đưa vào cái cho nó quay, đưa vào cái dũa chẳng hạn. Ví dụ vậy. Mình đã xử lý hết 3 cái rồi, 3 cái rất là ngon, không thì ba bộ cơ bị sai tóc này. Anh em nghe thì cũng không để ý, không so sánh thì không phát hiện đâu. Nhưng mình test trên máy oscilloscope thì tần số nó sẽ hiện ra ngay. Và chúng ta biết ngay cái trọng tốc, chậm tốc rồi. Cái dòng này nguyên lý cơ bản của nó là nó không có sai tóc nha. Tại vì từ đầu sản xuất thì nó motor trực tiếp á, tóc nó không có sai đâu. Nhưng do quá trình cái hộp kim này giãn nở thì nó sẽ sai tóc. Nếu như mà cái hộp kim này mà giãn nở này, nếu như mà cấp tăng chính mà giãn nở thì cái ông này mà không giãn nở thì nó sẽ gây ra hiện tượng dư băng. Dư băng thì máy nó sẽ cắn băng. Đấy là những cái kỹ thuật trong cái cơ khí. Thì cho nên là thường thì cái độ giãn nở của nó rất là nhỏ và chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được. Mà buộc chúng ta phải có một cái mẫu nha, để chúng ta đo kích thước thì chúng ta mới xác nhận được là cái nào giãn nở để chúng ta xử lý. Chứ giờ chúng ta xử lý bừa rồi không chính xác đâu, nó phải có mẫu. Không có mẫu chúng ta kẹp đó, đúng không? Thì chúng ta kẹp, chúng ta so sánh thì nó mới đúng được. Cái con ma trong máy này cũng đang chạy nè, đúng không? Mình xử lý rồi. Là tóc đúng hết luôn. Đấy, cũng phải mài thôi. Mài nó sáng ngon đấy. Đó. Tiếng nó không có rung. Chúng ta phải mài cho nó chính xác nha. Để cho không phải là trà ấy đâu. Chúng ta đưa vào hoặc là đưa vào mấy cái tiện. Anh nào có máy tiện thì càng tốt, còn không có thì chúng ta cặp cái máy khoan á. Máy khoan, coi cái máy khoan nào đừng có lệch tâm. Nếu lệch tâm thì nó đảo chúng ta mài nó cũng không chính xác, đúng không? Ok, đấy, cách xử lý của con V trong này thì có V7000, V8000S, V9000 chưa gặp trường hợp này. Chỉ gặp là 7000 này, 7010, 8000S là ba cái dòng này hay bị sai tóc chỗ đấy. Có thể là sai nhỏ, có những con máy nó sai thông suốt, nó sai rất nhỏ thì chúng ta cũng không cần quan tâm. Nó vẫn chạy bình thường nha. Nhưng mà nó rị lại á, nó kéo ngược lại cái tốc độ này nó sẽ bị giảm lại này. Thì này sẽ nặng nóng, nó máy IC điều tốc này sẽ bị nóng thì nó sẽ chạy chậm lại. Đấy. Ok. 43.7, anh em nào bị trường hợp này cứ vậy xử lý. Lúc trước mình cũng không biết đâu. Thì mình test bo, tại vì máy mình có nhiều máy lắm nên là mình tháo bo mình test, tháo IC mình test để mình xác nhận nó chết cái nào. Chứ bây giờ ngồi sao mà đoán được đúng không? Chúng ta phải test, chúng ta phải xác nhận được. Thì test tới test lui thì nó cũng thế. Mình thấy mình sao bỏ qua bô cơn này chạy ngon mà bỏ cơn kia là không chạy ngon, thì mình mới xác nhận được là vậy là do cái poly của nó, poly của nó giãn nở. Chứ không nghĩ đầu tiên thì cũng không nghĩ tới cái việc poly giãn nở đâu. Thì khi mà nhà sản xuất nó làm mình nghĩ là tính toán hết rồi,
nhưng mà vô tình đó là lúc đầu nó tính thì nó không tính cái thời gian chúng ta dài xài lâu như vậy, nó tính ví dụ như 10 năm là máy đó là hư rồi, đây thì máy có thể là 30-40 năm chúng ta vẫn có thể xài được, đấy là câu chuyện nó khác quá. Cho nên là hộp kim nó chỉ dẫn nữa, khi chúng ta mài thì nó sẽ trắng như thế này, ok không sao cả, khi nào nó nở tiếp nữa thì chúng ta mài tiếp chứ nó không có vấn đề gì cả. Cái này mà mình nghĩ chắc nó không có co lại đâu mà nó nở ra thôi, cái hộp kim này là vậy á. Rồi mấy cái hộp kim này nó giống này nè, cái vô ly ở trong cái đầu bánh cối cũng vậy á, nó làm bạn chia đó hư thôi à, không phải tiện đi tiện cái này lại, đi tiện lại chứ còn không dày sao xài đúng không. Cái này là mà trên trục cấp tăng á, à, nó cái poly cấp tăng á, cho nên là nó cái độ ổn định nó quan trọng lắm, nứt hết trơn. Cái này mình chưa biết là nó làm bằng hợp kim gì nữa, vì nó nếu mà nhôm thì cũng không phải, nếu mà gan thì nó cũng bền lắm chứ đâu có thể nào mà nó nhanh nhanh bung như vậy.